Tuyển mấy em máy về Cái Bè Tiền Giang anh. Mấy em máy này máy nhất hết lên nè. 2,1 kg, 2,2 kg một con. Máy to nha nè. Mới rớt lưới so nha nè. Anh em coi phơm máy mình để theo dòng nó ra y chang nhau không à. Ra giống 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 không à. Mấy máy này 2,1 kg, 2,2 kg một con nha nè. Em lựa cho khách 8 con nha anh em. Rồi ok anh em nha.